sự lựa chọn số 1 của các sinh viên khi có ý định du học. Tuy nhiên, để theo đuổi việc học tại quốc gia này thực sự là một rào cản lớn đối với các bạn sinh viên Việt Nam ở khâu chọn trường và phỏng vấn xin visa. Việc biết và tận dụng triệt để quá trình đăng ký chọn trường khi học có thể là giúp cho các bạn sinh viên Việt Nam có cơ hội học tốt hơn tại Mỹ. Và hôm nay, Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về trường Benedictine College để các bạn có thêm sự lựa chọn cho riêng mình và các lý do tại sao nên chọn trường Benedictine College là điểm đến du học. Là một trường cao đẳng tại Atchison, Kansas, được xác nhập bởi trường St. Benedict College dành cho nam và Mount St. Scholastica College dành cho nữ vào năm 1971. Đây là một trường công giáo tọa lạc trên một ngọn đồi hướng ra sông Missouri, nằm ở phía bắc thành phố Kansas, Missouri. Trường tự hào là một trong những trường cao đẳng tốt nhất tại Mỹ, được công nhận bởi US News and World Report, cũng như là một trong những trường đại học công giáo đứng đầu toàn quốc do tạp chí Fortune and Newman Guide công nhận. Trường tự hào về chương trình học xuất sắc, đức tin về cuộc sống phi thường, trường mạnh về các chương trình thể thao, môi trường học tập năng động và sôi nổi tạo điều kiện cho các sinh viên phát huy khả năng của mình. Mô hình lớp học nhỏ, trường đại học Benedictine là trường tư thục, do đó là được tự do thiết kế chương trình học, giảng viên có điều kiện tiếp xúc và chăm sóc kỹ hơn cho sinh viên. Trường có các sinh viên tình nguyện sẵn sàng giúp đỡ những học sinh mới và các chương trình học như là đại học, thạc sĩ, chương trình tiếng Anh và các cái chuyên ngành như là phổ biến tại trường là kinh doanh, giáo dục, kỹ sư, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, công nghệ sinh học, tâm lý học, khoa học máy tính, marketing. Ngoài ra, trường còn cung cấp các chương trình học về nghệ thuật biểu diễn như là nghệ thuật, âm nhạc, nghệ thuật nhà hát, marketing âm nhạc, giáo dục âm nhạc và quản lý nghệ thuật nhà hát. Về cái mức học phí của trường thì học phí dành cho chương trình đại học là 24.850 đô la Mỹ một năm và 12.425 cho một học kỳ. Thì đối với chương trình học bổng thì trường cung cấp cơ hội học bổng cho sinh viên dựa vào học lực, tài năng đặc biệt, các cái kỹ năng lãnh đạo. Yêu cầu tiếng Anh là TOEFL ABT là 72 điểm, IELTS là 6 chấm. Nếu không có phải thi xếp lớp nhập học, nếu điểm thấp dưới mức quy định phải yêu cầu học lớp ESL tại trường. Và để chi tiết hơn thông tin về trường, các bạn có thể liên hệ ngay đại diện chính thức tuyển sinh tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại là ở quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Và để chi tiết hơn về vấn đề phỏng vấn xin visa Mỹ, xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một du học sinh vừa đậu visa Mỹ các bạn nhé. Xin chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ khi du học. Và Mỹ là điểm đến được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm và lựa chọn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Minh Phượng để biết được cái quá trình bạn làm hồ sơ thì như thế nào nhé. Chị xin chào Minh Phượng. Em chào chị. Minh Phượng có thể giới thiệu về bản thân của em cho các bạn biết được không? Yeah. Xin chào các bạn, mình tên là Trần Minh Phượng và mình vừa tốt nghiệp cao đẳng tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và vừa rồi thì mình vừa có được cấp visa đi Mỹ. Tại sao em lại quyết định chọn Mỹ để làm cái điểm đến mà du học của mình vậy? Dạ, tại vì khi mà em thấy cái chương trình học bên Việt Nam thì nó khá thụ động và em thấy cái môi trường ở Mỹ thì nó phát triển hơn và em cũng muốn là học tại một đất nước nó phát triển về giáo dục, kinh tế cũng như là có một cái kinh phí rất hợp lý thì em đã chọn để đi học Mỹ. Ở Việt Nam em đang học cái ngành tài chính ngân hàng. Dạ. Để qua Mỹ thì em sẽ theo học cái chương trình gì em ha? Dạ, em tiếp tục học đại học về ngành tài chính. Em học tại trường California State University Fullerton. Trường California State University Fullerton thì có 57 năm kinh nghiệm. Nó là trường dạy về kinh tế lớn nhất miền Tây nước Mỹ. Và cũng như là nó lọt vào top 10 các trường cộng đồng của đại học cộng đồng của Mỹ và là top 50 các trường đại học phương Tây do tờ US News and World Report bình chọn vào tháng 9 năm ngoái. Và trường thì cũng thu hút là khá đông sinh viên quốc tế, đến 17.000 sinh viên mỗi năm trong tổng số là 37.000 sinh viên mỗi năm của trường. Và trường thì đào tạo rất là nhiều ngành, đến hơn 100 ngành luôn chị. Bang Cali thì nó có thời tiết thì rất là ấm áp, nó cũng không quá lạnh như là Washington hay là những bang khác mà nó không quá nóng như là Texas. Em dự định là học xong tại Mỹ thì em sẽ quay về Việt Nam để xin vào một cái công ty tài chính lớn mang tầm cỡ quốc tế như công ty Prudential. Để cho chị hỏi là trong cái quá trình em làm hồ sơ Tân Đại Dương đó thì em có cảm nhận gì về dịch vụ của Tân Đại Dương cung cấp cho em? Dạ thì đầu tiên là em có nghe những đứa em của em, nó cũng làm ở đây công trung tâm này, thì em thấy là tụi nó kêu với em là ở đây làm tốt lắm chị.
và tỷ lệ đậu cũng cao. Thì em cũng có tìm hiểu thêm nhưng mà em quyết định là chọn Tân Đại Dương. Sau khi một thời gian mà các anh chị làm hồ sơ em thì em cảm thấy các anh chị rất là nhiệt tình, vui vẻ. Có như là em thắc mắc nhiều lắm mà mấy anh chị cũng họ nhiệt tình giúp đỡ luôn. Có khi họ đi họ lại mà cũng mấy anh chị cũng không bao giờ phiền gì hết. Mấy anh chị lúc nào cũng vui vẻ với mình. Và đặc biệt là anh Khôi với anh Bảo Anh. Anh Khôi thì những cái thắc mắc về những cái câu hỏi đi phỏng vấn của em thì anh Khôi đã trả lời và hướng dẫn tụi em, định hướng câu trả lời cho tụi em. Còn anh Bảo Anh thì giúp tụi em có một sự tự tin để vào lãnh sự quán và không bị hồi hộp cũng như lo sợ. Nếu mà có bạn bè em mà muốn đi du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu đến Tân Đại Dương, ở đây là quá tốt rồi. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Phượng ha. Và chị hy vọng là sau 5 năm mình học bên Mỹ, em có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình nha. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và còn rất là nhiều những clip chia sẻ, các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.